Hello, xin chào bạn nha. Này là solo. Solo xài gì nè? Do nữa. Dân nha. Ok dân. Ở đâu với đàn? Thường sẽ đấu với đàn. Mình là cầm vô với đàn mà hết. Cây chơi chẳng. Vô nè, nào không mới gì hơn, vô nè. Sung quá hả? Dần sung quá vậy. Sao, bạn giờ bạn thích gì sao? Bạn lên bảng hả bạn? Thật chê, bạn lên bảng. Bạn ấy đã lên bảng. Đùa bạn ấy lên nữa kìa. Bạn này đây. Như lùm nhớp. Đây. Ồ, cái này đánh châm. Cái này đánh châm. Bạn ơi. Cậu ơi, đánh đâu trời. Chơi bạn như thế nè. Bạn ơi, bạn già quá. Đi đâu mất kia hết rồi. Hai phút 30 giây, 4 mạng. Mình đòi thấm á. Bắn hơi bị thấm đấy. Bắn hơi bị thấm. Bắn hơi bị thấm đó. Giờ mình đứng chỗ mình quán, mình không đi đâu hết. Không được. Mình không được hiểu sao. Nó hên thôi. Nó hên thôi. Tính iPhone hết. À mình hết luôn rồi đó. Nào bạn hết luôn nha bạn. Nào lên bảng, lên bảng.
hay. Giờ không hồi máu luôn nha các bạn. Tính đợi đó. 5 giây nữa mới ra, lâu quá. 5 giây nữa bắn lính đó. Ok, mới ra đó. Ok. Ôi. 4 phút 6 mạng. 4 phút 6 mạng, không lại mà ra chơi hoài. Không lại mà ra chơi hoài, không. Không lại mà ra chơi hoài, thần thánh. Nhảy lên chút ổn. Ôi. Lên bảng quá hay. Mình câu cho chừng 20 mạng rồi mình kết thúc trận. Chơi vậy phê. Nãy giờ mình không hề hồ máu. Nữa nè. Lên bảng. Lên bảng. Lên bảng nữa nè. Thôi 10 mạng thôi mình kết thúc trận đấu nha. Ok, kết thúc trận đấu, chuẩn bị. Đây đồ mình để đây cho đây nè. Dài du mực và kiếm Phoenix và song đao ở táp, kiếm thánh và kiếm Mura Masa và ráp giáp hồn mẹ nha. Nào thấy đồ này cũng được đó. Rồi, kết thúc trận đấu nha các bạn. Kết thúc trận đấu chơi miệng mạng luôn. Trước khi kết thúc trận đấu chơi miệng mạng luôn. Băng trụ, chơi trụ. Quá hay. Vậy video mình đến đây kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay các bạn nhớ bấm like, share, subscribe, kênh mình nhé. Bye. Và đừng quên bình luận và chia sẻ video này nữa. Bye.